Phúc Lộc và Kim Hằng xin kính chào quý vị khán giả của Asia Shop. Và ngày hôm nay trên Asia Shop sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm, một bí quyết giúp cho những người nội trợ có thể chế biến được rất nhiều các món ngon mỗi ngày. Và điều đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều chi phí mua những vật dụng nhà bếp. Và khi quý vị chế biến xong món ăn thì việc làm vệ sinh chỉ không quá 1 phút đồng hồ. Và quý vị thân mến, bí quyết mà ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị đó chính là bộ sản phẩm chảo lẩu thương hiệu Mikan. Đây là một thương hiệu đến từ Thái Lan và tiêu chuẩn châu Âu. Và lòng trong thì được làm từ một chất liệu cao cấp, đó chính là ceramic siêu chống dính. Và như vậy chúng ta sẽ an tâm hơn khi mà dễ dàng nấu nướng cũng như dễ dàng chùi rửa. Và cùng với nó, đây là một chiếc nắp vừa vặn với kích thước và mang một hình vuông khá là lạ mắt. Bên cạnh đó thì với tay cầm thông minh, đây là một tay cầm tựa như là một chiếc giá đỡ, có thể gác chiếc nắp này lên mọi mặt phẳng để tránh cho chiếc nắp bị rơi rớt cũng như là va chạm với những vật dụng khác trong nhà bếp. Và tiếp tục, trong bộ sản phẩm của chúng ta còn có một vỉ hấp giúp cho chúng ta có thể hấp những loại bánh hay là rau củ. Tiếp đến đây là phần vá bằng tre, cũng là một sản phẩm được tích hợp trong trọn bộ sản phẩm này. Và trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay với 4 món thì với một mức chi phí là 990.000 đồng thưa quý vị. Bên cạnh đó quý vị còn có hai sự lựa chọn về màu sắc, đó là màu cam rất là mạnh mẽ và một màu xanh dịu dàng, giúp cho người nội trợ của chúng ta có thêm hưng phấn khi chế biến các món ngon trong gia đình. Được thiết cấu tạo hình vuông rất là đặc biệt như thế này, với kích thước của mỗi chiều là 30x30cm và có độ sâu là 8cm. Và với chiếc nắp đậy bằng thủy tinh trong suốt như thế này, giúp cho quý vị có thể dễ dàng kiểm soát thực phẩm chín từ bên ngoài một cách tiện dụng. Bên cạnh đó, tay cầm được thiết kế chắc chắn và như một chiếc giá đỡ để giúp cho quý vị có thể mở nắp và gác lên như thế này trên mọi mặt phẳng. Vâng, như quý vị thấy, rất là vệ sinh và an toàn. Và được tráng một lớp siêu chống dính ceramic với tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và ngay tại thời điểm này thì Phúc Lộc cũng sẽ chứng minh về khả năng siêu chống dính của chiếc chảo mang thương hiệu Mikan. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị cũng biết, keo là một loại chất có thể kết dính được rất nhiều các vật liệu khác nhau. Và Phúc Lộc sẽ sử dụng keo để bắn lên trên bề mặt của chiếc chảo lẩu mang thương hiệu Mikan với tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và quý vị cùng kiểm chứng xem điều gì sẽ xảy ra quý vị nhé. Vâng, Phúc Lộc sẽ bắn rất là nhiều keo lên như thế này đây. Vâng, đó. Và Kim Hằng nghĩ rằng keo sẽ bám chặt vào trong phần lồng nồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem như Kim Hằng có nói hay không là keo sẽ dính chặt trên bề mặt của chảo. Wow. Keo thì hoàn toàn không dính trên bề mặt chảo, đúng không ạ? Nhưng mà lại dính rất là chặt trên tay của Phúc Lộc như thế này đây quý vị ơi. Và hoàn toàn không dính trên bề mặt một xíu nào. Như vậy là với những món ăn mà có rất là dễ kết dính thì chúng ta sẽ không lo ngại đúng không ạ? Và với chất lượng như thế thì sản phẩm của chúng tôi được bảo hành trong vòng là 1 năm. Vì thế quý vị hãy cứ yên tâm và sử dụng. Bên cạnh đó, mức bảo hiểm cho sản phẩm là 50 triệu đồng. Đến từ công ty bảo hiểm dầu khí. Và khi mà chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này một lần nữa, chúng ta sẽ không lo ngại về chất lượng của dòng sản phẩm. Phúc Lộc sẽ chứng minh một thử nghiệm hết sức thú vị nữa, đó là ta sẽ thử nghiệm trên chính thực phẩm mà chúng ta chế biến ăn hàng ngày, đó là trứng chiên mà không sử dụng dầu mỡ. Và như quý vị cũng biết thì khi chúng ta ăn quá nhiều dầu mỡ vào trong cơ thể thì sẽ dẫn đến gặp những cái bệnh về tim mạch này, thậm chí rằng là thừa cân, đúng không hả Kim Hằng? Và như vậy thì đối với những người ăn kiêng thì đây là một điểm hết sức lưu ý, quý vị có thể sở hữu ngay chiếc chảo lẩu đa năng mang thương hiệu Mikan của chúng tôi trên AS Shop quý vị nhé, để có thể có được một món ăn ngon, hạn chế dầu mỡ vào trong cơ thể và điều quan trọng đó là còn bảo vệ sức khỏe của quý vị nữa. Và bây giờ thì chúng ta cùng quan sát. Vâng, trứng chiên hoàn toàn không sử dụng dầu. Và bây giờ thì quý vị có thể dễ dàng thấy là trứng hoàn toàn không dính trên bề mặt của chiếc chảo lẩu đa năng mang thương hiệu Mikan với tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu. Và quý vị có thể dễ dàng quan sát thấy, như lúc đầu Phúc Lộc có chia sẻ, đó là chiếc chảo lẩu đa năng mang thương hiệu Mikan của chúng ta có khả năng tự khử mùi và kháng khuẩn, đó được nhờ vào tráng một lớp bạc nano. Và ngay tại thời điểm này thì Phúc Lộc sẽ chứng minh điều đó ngay cho quý vị thấy, đó là Phúc Lộc sẽ sử dụng dầu và với gia vị hành tỏi để trâu chút vào đây phi thơm lên. Vâng, như quý vị cũng biết là hành tỏi á có cái mùi rất là thơm và dễ bám mùi vào những cái vật dụng mà khi chúng ta chế biến đồ ăn. Mục đích là để cho mùi thơm này sẽ bám dính chặt vào trong chiếc chảo thì có thể chế biến những món ăn tiếp theo một cách rất là dễ dàng mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian để vệ sinh những vật dụng như những vật dụng thông thường mà quý vị sử dụng theo cách truyền thống. Và bây giờ để kiểm chứng cho điều này thì Phúc Lộc sẽ mời Kim Hằng sẽ cùng cảm nhận xem chiếc chảo sau khi đã làm vệ sinh rất đơn giản bằng khăn giấy có những cảm nhận chia sẻ với quý vị như thế nào nhé. Bây giờ Kim Hằng sẽ qua tận nơi đây và cảm nhận xem là nó có cái mùi hay không.
Wow, quá là tuyệt vời thưa quý vị. Có cái khả năng là khử mùi và kháng khuẩn, cho nên là khi mà lau chùi thì cực kỳ đơn giản, và gây mà cái màng áp sát vào cũng không còn nghe mùi hành tỏi cũng như là những cái cà ri tương ớt mà anh Phúc Lộc vừa mới thực hiện. Như vậy thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để sở hữu chiếc chảo lẩu đa năng Nikan với tiêu chuẩn chất lượng châu Âu của chúng tôi ngay tại thời điểm này. Quý vị hãy nhanh chóng gọi điện thoại, thì quý vị còn được sở hữu ngay là một chiếc bình đun siêu tốc với dung tích rất là lớn để giúp quý vị có thể nấu nước rất là nhanh để pha trà, pha sữa vào mỗi buổi sáng, và thậm chí là trong nhà chúng ta cần nước sôi bất cứ lúc nào quý vị nhé. Và chọn bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì không quá đắt đâu thưa quý vị, chỉ có là 990.000 đồng mà thôi. Ngay bây giờ để sở hữu, quý vị hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại 0839109898 quý vị nhé. Hoặc là quý vị có thể truy cập vào website để xem hình ảnh thông tin cũng như đặt hàng trực tuyến qua website azshop.net.vn. Chảo lẩu đa năng Nikan giúp người sử dụng được an toàn khi chế biến các món ăn với tính năng 8 trong 1. Chảo lẩu đa năng sẽ là một vật dụng không thể thiếu trong gian bếp nhà bạn, giúp bạn có thể thực hiện các món ngon mỗi ngày một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn sẽ là người nội trợ tuyệt vời của gia đình, không khí gia đình bạn sẽ đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc trong mỗi bữa ăn. Chảo lẩu đa năng Nikan, nấu ăn ngon hơn mà vệ sinh chỉ trong vòng 1 phút. Hãy sở hữu ngay chảo lẩu đa năng Nikan ngay thôi nhé. Chảo lẩu đa năng thế hệ mới Nikan, tính năng 8 trong 1, nấu lẩu, nấu canh, chiên, xào, nướng, hầm, hấp, chiên cách thủy. Sở hữu ngay chảo lẩu đa năng Nikan, tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, chọn bộ bao gồm thân chảo, vỉ hấp, một vá bằng tre, bộ điều khiển 5 cấp độ, quà tặng đặc biệt, bình đun siêu tốc trị giá 190.000 đồng, chỉ với một mức giá 990.000 đồng trên AZShop. Nikan, bí quyết nấu ăn ngon mỗi ngày. Quý vị thân mến, những người phụ nữ chúng ta có một cái niềm hạnh phúc, đó chính là chuẩn bị bữa ăn cho những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mỗi bữa ăn đến thì Kim Hằng cảm thấy rất là vất vả khi mà mỗi món lại chuẩn bị một cái dụng cụ nấu riêng. Ví dụ như mà khi chiên cá, chúng ta phải chuẩn bị một cái chảo thật là lớn để chiên được nhiều cá nè. Nấu lẩu cũng phải lựa chọn cái nồi hoặc là nấu cơm chẳng hạn. Nhưng mà ngày hôm nay với một chiếc chảo lẩu đa năng thì chúng ta sẽ tích hợp được rất là nhiều. Đầu tiên thì Kim Hằng sẽ gá chiếc nắp vào qua một bên. Và quý vị thấy đó, thường chúng ta chiên cá sẽ sử dụng rất là nhiều dầu. Tuy nhiên ngày hôm nay Kim Hằng sẽ sử dụng ít dầu thôi. Đây là một điều mà chị em phụ nữ chúng ta rất là thích, bởi vì sử dụng nhiều dầu thì sẽ khiến cho món ăn của chúng ta dầu mỡ quá nhiều, không tốt cho các thành viên. Và sau đó là vặn nhiệt độ cho lớn lên một xíu để dầu nóng lên. Và đây, với một dĩa cá rất là nhiều con cá như thế này, chúng ta sẽ cùng thử thách xem có thể chiên đủ trong một cái lòng chảo như thế này không quý vị nhé. Rồi, khi mà dầu đã vừa nóng thì bây giờ Kim Hằng sẽ lần lượt gấp từng con cá vào trong. Quý vị thấy đó, bình thường thì khi mà Kim Hằng chiên những cái chảo tròn thì đặt ở vào lòng giữa thì chỉ có từ 3 đến 4 con thôi. Và rìa bên ngoài thì cũng được đặt thêm vài con nữa. Tuy nhiên quý vị biết đó, khi mà chúng ta đặt nhiều như vậy thì nó sẽ khó mà chín cái nhiệt độ đều từng con cá. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị có thấy không ạ? Đây, đặt rất là nhiều con cá nhưng mà Kim Hằng còn cảm nhận được là nó vẫn còn chỗ để đặt thêm những con cá khác nữa. Đó, bây giờ thì chúng ta chỉ việc là chờ đợi để mà chiên cá chín mà thôi. Rất là nhiều chỗ đúng không nào? Hơn 10 con cá mà có thể chiên được ở trong chiếc chảo lẩu đa năng như vậy, với một cái diện tích rất là lớn như vậy, thì với những nhà mà đông người thì có thể chiên cùng một mẻ và có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ trong lúc mà chờ cho Kim Hằng có thể chiên được những con cá thơm ngon thì Phúc Lộc cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là tính năng có thể hầm hấp. Và như quý vị cũng biết là với một chiếc vỉ được tặng kèm thì chúng ta có thể dễ dàng chế biến những món hấp. Và ngay hôm nay thì Phúc Lộc có chuẩn bị một món, đó là hấp rau củ. Như quý vị cũng biết đó, là rau thì có thể luộc hoặc là nấu canh, nhưng mà nếu như hấp rau củ thì sẽ rất là tốt vì có thể bảo toàn được toàn bộ mọi dinh dưỡng của rau củ, và như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có được món ăn ngon và lại giữ được toàn bộ những chất dinh dưỡng của rau củ. Và bây giờ thì đậy nắp vào thì chúng ta cũng có thể dễ dàng kiểm soát được thực phẩm chín từ bên ngoài, mà quý vị cũng có thể thấy đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta đã có món cá chiên, tiếp theo là món rau hấp. Bây giờ Kim Hằng sẽ chuẩn bị tiếp tục một món ăn nữa với rất là nhiều màu sắc phong phú.
Vâng. Kim Hằng sẽ sử dụng chiếc vá bằng tre mà chúng tôi có tặng kèm theo dòng sản phẩm. Sau đó đợi cho dầu nóng lên và chúng ta sẽ cho mực vào. Với chiếc chảo lẩu đa năng mang thương hiệu Mikan có lớp siêu chống dính với tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm chúng ta hạn chế tối đa lượng dầu mỡ vào trong cơ thể, đúng không ạ? Mà việc xào nấu thì trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì sau khi mà phần mực đã săn lại thì Kim Hằng sẽ tiếp tục cho vào đây những phần rau củ quả. Wow, quý vị có cảm nhận được không ạ? Khi mà chúng ta xào bằng cái chảo lẩu này thì rất là thích, bởi vì phần cao lên của cái lòng chảo lên đến là 8 cm. Như vậy khi mà chúng ta thỏa thích xào rất là nhiều rau củ quả thì sao? Vẫn không bị văng ra ngoài, rất thích thú. Vâng, đúng vậy. Rồi, món xào của chúng ta đã hoàn thành. Vâng. Bây giờ chỉ có việc là trưng bày ra dĩa thôi. Vâng, và như vậy thì quý vị có thể dễ dàng cảm nhận được rằng là chiếc chảo lẩu đa năng của chúng ta nấu trực tiếp trên phim trường cũng không quá tốn nhiều thời gian, đúng không quý vị? Và đúng bây rồi. Giờ món ngon đã chín rồi, chúng ta chỉ việc bày ra và để thưởng thức mà thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta đã hoàn tất món mực xào rau củ quả rất là hấp dẫn. Vâng, trong lúc mà Kim Hằng xào món mực xào với lại thơm và cần thì món rau hấp của Phúc Lộc cũng đã chín rồi. Và bây giờ quý vị cùng với lại Phúc Lộc cùng kiểm tra xem món ngon như thế nào nhé. Quý vị có thể nhìn thấy là rau rất là xanh và rất là thơm. Và bây giờ thì công việc còn lại thì chúng ta cũng chỉ việc là lấy rau ra đĩa là chúng ta có thể thưởng thức món ngon với một bữa cơm đầm ấm với những thành viên trong gia đình nhà chúng ta, đúng không ạ? Đây chính là một bí quyết nấu ăn ngon mà trên AZ Shop ngày hôm nay giới thiệu tới quý vị và các bạn. Không chỉ là một dụng cụ nấu ăn giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí tiền bạc, mà quan trọng đó còn là một công cụ để giúp bảo vệ sức khỏe. Và đây là điều mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, những khách hàng thân quen của AZ Shop. Và quý vị thân mến, hiện tại thì món cá chiên mà Kim Hằng đã làm từ nãy giờ bây giờ nó đã chuyển vào cái màu vàng ươm rất là hấp dẫn. Vâng. Và như quý vị thấy đó, với cả 10 con cá chúng ta chiên trong một cái chảo lẩu. Bây giờ thì sản phẩm, thành phẩm của chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Vâng. Đây. Cá chín rất là đều, đúng không ạ? Mà không bị dính và không bị bể. Điều đó cho thấy là lớp chống dính phải rất là tốt thì con cá của chúng ta chín với còn nguyên con như vậy, đúng không ạ Kim Hằng? Đúng rồi. Và bây giờ chỉ có việc là trưng bày ra dĩa mà thôi. Vâng, với món cá chiên rất là đẹp mắt, thơm ngon, món mực xào, món rau hấp. Vậy thì chúng ta đang thiếu, đó chính là món chính, đó là món cơm, đúng không ạ? Món cơm, đúng rồi. Vâng, nói đến món cơm thì như quý vị cũng biết là trong mỗi buổi chiều mưa thì thường hay thèm một cái món cơm cháy để ăn kèm với lại những món ngon như thế này. Và bình thường thì ở nhà gia đình nhà chúng ta nấu bằng nồi cơm điện thì rất khó có thể có được món cơm cháy. Nhưng với chiếc chảo lẩu đa năng Mikan thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm có thể nấu được món cơm cháy vì được tráng một lớp ceramic siêu chống dính. Tại thời điểm này thì Phúc Lộc cũng sẽ chứng minh với lớp siêu chống dính đó bằng cách là Phúc Lộc sẽ lấy được nguyên một dề cơm cháy ra một cách rất là dễ dàng như thế này quý vị nhé. Vâng, quý vị cùng quan sát. Wow, nguyên một dề cơm cháy rất là thơm ngon như thế này đây quý vị ơi. Và hoàn toàn không bám dính gì trên bề mặt của lòng nồi và lòng chảo. Và bên cạnh đó thì lớp cơm cháy này thì rất phù hợp với lại những món mà chúng ta chế biến ngày hôm nay trong bữa cơm gia đình. Chúng ta có món cá chiên, có món mực xào và có món rau hấp với kho quẹt ăn với cơm cháy thì không còn gì tuyệt vời bằng. Chảo lẩu đa năng Mikan dành cho gia đình bạn. Sự tiết kiệm thời gian chế biến món ăn, tiết kiệm chi phí tiền ra hàng tháng, tiết kiệm chi phí mua đồ dùng, an toàn cho người sử dụng. Mikan nấu ăn ngon hơn, vệ sinh cất giữ chỉ trong 1 phút. Sở hữu ngay chảo lẩu đa năng Mikan tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, chọn bộ bao gồm thân chảo, vỉ hấp, một vá bằng tre, bộ điều khiển 5 cấp độ, quà tặng đặc biệt, bình đun siêu tốc trị giá 190.000 đồng, chỉ với một mức giá 990.000 đồng trên AZ Shop. Mikan, bí quyết nấu ăn ngon mỗi ngày. Và ngay tại thời điểm này thì Phúc Lộc sẽ chế biến cho quý vị đó là món chả cá lã vọng. Và đây là một món rất là yêu thích của nhiều người. Và chúng ta cũng chỉ cần cho một chút dầu thôi, vì chiếc chảo lẩu của chúng ta là có tráng một lớp siêu chống dính. Vâng, và với món chả cá lã vọng này thì mọi người sẽ cùng tham gia để cùng chiên cá, xào cá. Và như vậy thì chúng ta sẽ rôm rả hơn trong những bữa tiệc, đúng không ạ Kim Hằng? Đúng rồi, và ngay bây giờ thì một cái tiếng xèo, quý vị có cảm nhận được không? Chúng ta chỉ cần bỏ một ít dầu thôi. Tuy nhiên là phần cá của chúng ta nó đã được nóng lên nhanh nè. Bên cạnh đó thì với cái lòng chảo sâu lên đến 8 cm, chúng ta sẽ thoải thích mà cái việc chiên xào của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Vâng, như quý vị quan sát cũng thấy là với chiếc chảo lẩu đa năng Mikan của chúng ta thì có nhiệt độ là 5 cấp độ và quý vị có thể dễ dàng điều chỉnh ở phía bên hông như thế này. Vâng, để chế biến các món ăn một cách rất là dễ dàng.
Cá sau khi đã xào trái cạnh lên như thế này thì công việc còn lại là chúng ta chỉ việc cho thêm rau thì là vào như thế này thôi quý vị nhé. Và đảo đều lên. Và như vậy thì chúng ta có thể sử dụng ăn ngay trên bàn tiệc được rồi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, món chả cá lá vọng sau khi chúng ta đã cho thì là vào thì chúng ta có thể ăn được ngay. Và bây giờ thì Phúc Lộc sẽ dọn ra đĩa để cho quý vị có thể thấy được món chả cá lá vọng làm thì cũng rất là dễ đúng không ạ? Và trong mỗi bữa và buổi chiều cuối tuần thì tất cả chúng ta có thể hàn huyên bạn bè và sở hữu chiếc chảo lẩu đa năng Mikan trên AZShop thì quý vị có thể chế biến được rất là nhiều món ngon quý vị nhé. Vâng, cá sau khi đã thơm ngon như thế này chúng ta có thể bày ra đĩa là có thể thưởng thức được rồi đúng không ạ? Đây là một món rất là dễ làm và tất cả mọi người xung quanh bàn tiệc cùng tham gia nấu và ăn món ngon này thì thật là tuyệt vời, không còn gì bằng. Những quý ông mà còn nói là rất là dễ làm thì các chị em phụ nữ chúng ta sẽ an tâm nha. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp đến với một món mà rất là nóng hổi và đặc biệt để giữa bàn tiệc thì rất là hấp dẫn. Đó chính là món nghêu hấp xả. Đây, kêu mà chị Việt mở. Wow, món nghêu rất là thơm. Khói nghi ngút và những con nghêu của chúng ta đã bung ra rồi bởi vì nhiệt độ mở là ở mức số 5. Cho nên là những món nghêu của chúng ta hấp dẫn quá. Và Phúc Lộc có thể cảm nhận được rằng là món nghêu hấp xả mà được hấp trên chiếc vỉ của chiếc chảo lẩu Mikan thì rất là ngon và không có bị tóp đúng không ạ? Và giữ được lại nguyên chất ngọt của con nghêu. Bên cạnh đó thì khi quý vị sở hữu chiếc chảo lẩu Mikan trên AZShop thì ngoài những món ngon như vậy thì cũng có thể nấu được những món hầm. Và Phúc Lộc cũng sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn ngày hôm nay món hầm đó chính là món bò lagu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị quan sát cũng thấy là món bò lagu thì phải cần một cái nồi rất là kín để có được cái nhiệt độ hấp cao đúng không ạ? Thì món thịt bò mới nhừ. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem miếng thịt bò sau khi hấp bằng chiếc nồi lẩu Mikan thì như thế nào quý vị nhé. Wow, miếng thịt bò rất là mềm và rất là ngon đúng không ạ? Khoai thì sao nào? Vâng, khoai cũng rất là mềm và nhừ như thế này. Điều đó cho thấy rằng là chiếc chảo lẩu đa năng của chúng ta ngoài những tính năng xào, nấu rồi thì chiên thì khả năng hấp cũng rất là tuyệt vời và có thể thay thế được cả một chiếc nồi áp suất đúng không ạ? Và bây giờ thì Phúc Lộc chỉ việc múc món bò lagu ra như thế này là chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức được, rất là thơm ngon quý vị ạ. Bây giờ chỉ việc điểm xuyến thêm một chút hành ngò như thế này là chúng ta đã có một món rất là ngon rồi. Wow, và nhìn món bò lagu thì Kim Hằng lại nghĩ ngay đến những món lẩu thơm ngon. Và với chiếc chảo lẩu đa năng đến từ Mikan này, kích thước là 30x30 và chiều sâu lòng lên đến là 8cm, chúng ta sẽ thực hiện món lẩu nào đây? Thưa quý vị, đó chính là món lẩu cua thơm ngon. Và sau khi đợi phần nước dùng chúng ta đã sôi lên thì công việc tiếp theo của Kim Hằng đó chính là cho phần cua vào. Rất là nhiều diện tích để chúng ta thỏa thích cho vào những cái món dùng kèm chung với lại món lẩu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trong lúc mà để cho món lẩu của chúng ta chín thì Phúc Lộc cũng sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Mức bảo hiểm cho sản phẩm là 50 triệu đồng. Và điều này giúp cho quý vị có thể có thêm được những niềm tin bởi chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn được bảo hành lên đến 1 năm trên toàn quốc quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem món lẩu cua của chúng ta như thế nào. Wow, quý vị có thấy không ạ? Những con cua của chúng ta với một cái màu đỏ vô cùng hấp dẫn. Và ngay bây giờ chỉ có việc là trưng bày ra trên tô và mời mọi người cùng thưởng thức mà thôi. Chảo lẩu đa năng Mikan giúp người sử dụng được an toàn khi chế biến các món ăn với tính năng 8 trong 1. Chảo lẩu đa năng sẽ là một vật dụng không thể thiếu trong gian bếp nhà bạn, giúp bạn có thể thực hiện các món ngon mỗi ngày một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn sẽ là người nội trợ tuyệt vời của gia đình. Không khí gia đình bạn sẽ đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc trong mỗi bữa ăn. Chảo lẩu đa năng Mikan, nấu ăn ngon hơn mà vệ sinh chỉ trong vòng 1 phút. Hãy sở hữu ngay chảo lẩu đa năng Mikan ngay thôi nhé. Chảo lẩu đa năng thế hệ mới Mikan, tính năng 8 trong 1, nấu lẩu, nấu canh, chiên, xào, nướng, hầm, hấp, chiên cách thủy. Chảo lẩu đa năng Mikan dành cho gia đình bạn, sự tiết kiệm thời gian chế biến món ăn, tiết kiệm chi phí tiền ra hàng tháng, tiết kiệm chi phí mua đồ dùng, an toàn cho người sử dụng. Mikan nấu ăn ngon hơn, vệ sinh cất giữ chỉ trong 1 phút. Sở hữu ngay chảo lẩu đa năng Mikan tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, chọn bộ bao gồm thân chảo, vỉ hấp, một vá bằng tre, bộ điều khiển 5 cấp độ, quà tặng đặc biệt, bình đun siêu tốc trị giá 190.000 đồng,
chỉ với một mức giá 990.000 đồng trên Accessor. Mikan, bí quyết nấu ăn ngon mỗi ngày. Quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay với thời lượng mà chúng tôi gửi đến quý vị đã dành trọn để giới thiệu bộ sản phẩm chảo lẩu đa năng cao cấp đến từ Mika nữa không nào. Chỉ với một mức chi phí 990.000 đồng thì chúng ta đã sở hữu sản phẩm chính cùng với sản phẩm quà tặng, đó chính là bình đun siêu tốc. Ngay bây giờ để sở hữu được sản phẩm chính cũng như là sản phẩm quà tặng, quý vị chỉ cần nhấc máy lên và gọi điện thoại qua số tổng đài quen thuộc 0839109898. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm tiếp theo.